Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, Nam Tư dân tộc anh em như cây một cội, như con một nhà, luôn tương thân, tương ái giúp nhau cùng phát triển, xây dựng một quốc gia vững mạnh. Thế nhưng về nguồn gốc của các dân tộc thì hiện nay chỉ mới xác định được nguồn gốc của một số dân tộc thiểu số mới hình thành hoặc di cư đến từ các thời kỳ có sử như Hơ Mông, Sán Dìu và còn đối với nhiều dân tộc, đặc biệt là người Việt Kinh, thì còn ở mức giả thuyết và gây ra nhiều tranh cãi. Mới đây, giới sử học Trung Quốc đã bất ngờ lên tiếng về bí ẩn nguồn gốc người Việt gây xôn xao dư luận. Thậm chí họ còn đưa ra những lý lẽ bằng chứng gây sốc về người Việt. Vậy rốt cuộc, giới sử học Trung Quốc đã nói gì về nguồn gốc người Việt và liệu những bằng chứng họ đưa ra có chính xác hay không? Quý vị hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Quý vị thân mến, giới sử học Trung Quốc xưa nay đều quan tâm vấn đề nguồn gốc dân tộc Kinh Việt Nam. Học báo Đại học Dân tộc Quảng Tây số tháng 10 năm 2008 có đăng bài của Hoàng Thế Kiệt về nguồn gốc dân tộc Việt gây xôn xao dư luận. Tác giả Hoàng Thế Kiệt. Năm 1968, người dân tộc Hán là nghiên cứu viên Đại học Dân tộc Quảng Tây thuộc nhóm giữ quan điểm cho rằng người Kinh Việt Nam có nguồn gốc là người Lạc Việt cổ ở Trung Quốc là quan điểm đang được tranh cãi. Ngoài ra, do nhiều lý do, không ít người Trung Quốc hiện nay còn hiểu sai về lịch sử và con người Việt Nam. Do nguyên nhân chính trị, giới sử học Trung Quốc không đưa dân tộc Kinh Việt Nam vốn thuộc ngữ tộc Tráng Đồng vào phạm vi các dân tộc nói Tráng Đồng ngữ. Giới sử học Trung Quốc hiện nay đều tán thành nhận định 8 dân tộc ở Trung Quốc thuộc ngữ tộc Tráng Đồng: Tráng, Bố Y, Đồng, Tài, Lê, Thủy, Mục Lão, Mao Nam đều có cùng nguồn gốc là tộc Bách Việt thời cổ, đều là hậu duệ của các tộc Tây Âu, Lạc Việt trong Bách Việt. Trong các tộc nói Tráng Đồng ngữ, giới học giả không đưa dân tộc Kinh Việt Nam vốn thuộc ngữ tộc Tráng Đồng vào phạm vi các dân tộc Tráng Đồng ngữ. Nghe nói nguyên nhân là ngôn ngữ của người Kinh chịu ảnh hưởng lớn của Hán ngữ, cho nên các từ mượn Hán ngữ chiếm hơn một nửa số lượng từ vựng tiếng Kinh. Ngoài ra, trong tiếng Kinh còn có các từ ngữ Môn Khmer và Indonesia. Vì vậy, giới ngôn ngữ học vẫn tranh cãi mãi về nguồn gốc của tiếng Kinh. Cho tới nay, vẫn chưa xác định nó thuộc ngữ hệ nào. Về phía Việt Nam, do tiếng Việt và ngữ tộc Môn Khmer có nhiều từ đồng nguyên, cho nên đa số học giả Việt Nam chủ trương tiếng Việt thuộc ngữ tộc Việt Mường, ngữ hệ Nam Á. Hơn nữa, nhiều nhà ngôn ngữ học trên thế giới cũng thiên về quan điểm cho rằng tiếng Việt thuộc ngữ hệ Nam Á. Vương Văn Quang, Khương Đan, năm 2008. Nhưng tác giả bài viết này, Hoàng Thế Kiệt cho rằng giới học giả không đưa dân tộc Kinh Việt Nam vốn thuộc ngữ tộc Tráng Đồng vào phạm vi các tộc Tráng Đồng ngữ. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của các yếu tố chính trị khiến họ phải làm như vậy. Các học giả Trung Quốc Hà Nãi Hán, sinh năm 1989, Phạm Dũng, sinh năm 1986, Phan Hùng, sinh năm 1984, đều cho rằng Lạc Việt không thuộc cộng đồng Bách Việt và cũng không phải là tổ tiên của các dân tộc ở miền Nam Trung Quốc. Thực ra, các ghi chép trong thư tịch và điều tra dân tộc học hiện đại đều chứng minh dân tộc Kinh Việt Nam là hậu duệ của người Lạc Việt cổ. Theo lý lẽ, nên đưa dân tộc Kinh Việt Nam vào phạm vi các tộc người của Tráng Đồng ngữ. Sách Việt Sử Tùng Khảo của Mông Văn Thông, sinh năm 1984, chứng minh thời xưa dân cư sống ở hai cuộn giao chỉ Cửu Chân, tức Bắc phần Việt Nam, chủ yếu là người Lạc Việt. Các ghi chép cũng cho biết dân ba cuộn giao chỉ Cửu Chân, Nhật Nam đều là người Lạc Việt. Như Hán Thư Quyển 64 Hạ, Hán Thư, Giả Quyên Chi Truyện chép, dân bản địa là người Lạc Việt. Người Lạc Việt, cha con cùng tắm chung một dòng suối, có thói quen uống nước bằng mũi, chẳng khác gì loài cầm thú, vốn không đáng lập quận huyện. Sau đời Hậu Hán, tên gọi Lạc Việt mất dần khỏi các thư tịch, thay bằng từ Lý, Tây Âu thay bằng Ô Hử, tuy người thì vẫn còn. Trong các dân tộc ở miền Bắc Việt Nam, ngữ tộc Mèo Giao, ngữ tộc Tạng Miến, ngữ tộc Hán gồm tộc Hoa và tộc Sán Diều đều là người từ Trung Quốc di cư đến Việt Nam. Ngữ tộc Tày Nùng Thái ở Việt Nam có cùng nguồn gốc với ngữ tộc Tráng Đồng, Quảng Tây, Vân Nam, Trung Quốc. Phạm Hùng Quý căn cứ vào các thư tịch cổ, ngôn ngữ, gia phả, truyền thuyết và tình hình hôn nhân hiện nay đi tới nhận xét dân tộc Tráng Trung Quốc
có quan hệ anh chị em ruột với 5 dân tộc ở Việt Nam: Tày, Nùng, La Chí, U Péo, Sán Chay. Các dân tộc Thái, Lự, Giấy, Bố Y, Lào thì có mối quan hệ anh chị em họ với dân tộc Tráng. Tiếng nói của họ gần với nhau, tập quán giống nhau, họ có mối quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân, có tín ngưỡng thần bảo hộ, qua đó có tình cảm nhận biết nhau. Phạm Hùng Quý, 2001. Trong dân tộc Tráng miền Nam Trung Quốc có chi hệ Nùng, tự xưng là Bố Nùng, Pu Nu, chủ yếu sống tại vùng Nam Hữu Giang, Quảng Tây và một phần Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam. Dân tộc Nùng Việt Nam cũng tự xưng Bố Nùng, Pu Nu. Tổng hợp kết quả nghiên cứu của các học giả Trung Quốc tiền bối như Phạm Hùng Quý, 2001, Châu Kiến Tân, 2002, Hướng Đại Hữu, 1987, Châu Nam Kinh, 2002 và kết quả điều tra dân tộc học của các học giả Việt Nam, họ cho rằng tổ tiên các dân tộc Nùng, Tày, Dao Mèo ở Bắc Việt Nam đều có nguồn gốc ở Quảng Tây, Trung Quốc. Phần lớn người Nùng ở nước chúng tôi từ Quảng Tây, Trung Quốc di cư tới. Dân tộc Nùng ở Việt Nam và một bộ phận dân tộc Đồng ở miền Tây, Tây Nam, Quảng Nam và ở Vân Nam, Trung Quốc đều có gốc là bộ tộc Nùng, có ghi chép trong sách sử thế kỷ thứ 6 đến 11. Báo cáo tổng hợp của Hoàng Thị Châu ở Đại học Tổng hợp và Nguyễn Linh ở Viện Nghiên cứu Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, sau khi các vương quốc Nam Việt, Nam Chiêu, Đại Lý bị diệt, những người nói tiếng Tày, Tái đã di cư đến Việt Nam và sau lại có người Dao, Mèo, Cao Lan, Sơn Tử, người Nùng, người Hán và các dân tộc nói tiếng thuộc ngữ hệ Tạm Miến như người Hà Nhí, La Hủ, Lô Lô di cư tới Việt Nam. Dân tộc Nùng di cư đến Việt Nam chỉ có lịch sử 200-300 năm. Dân tộc Nùng ở Việt Nam thường lấy tên theo tên quê hương Trung Quốc của họ, ví dụ Thuận Nùng, Châu Nùng, Lỗi Nùng, Anh Nùng, An Nùng. Các nghiên cứu của Trung Quốc và điều tra dân tộc học của Việt Nam cho thấy phần lớn dân tộc Nùng là từ Trung Quốc di cư tới Việt Nam. Thời điểm sớm nhất là sau khi nước Nam Việt bị mất nước năm 111 trước Công Nguyên, muộn nhất là vào thế kỷ thứ 17 đến 18. Phần lớn người Tráng ở lưu vực Tả Giang và Hữu Giang Quảng Tây cũng như vùng Nam Ninh đều tự xưng là Can Tho, Pu Tho, nghĩa là người thổ hoặc người bản địa. Tại Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên ở Việt Nam cũng có nhiều người tự xưng Can Tho. Trước năm 1958, họ tự xưng là người thổ, ý nghĩa là người bản địa. Hiện nay, những người Can Tho ấy được xác định là người Tày. Người Tày và người Nùng ở Việt Nam có cùng nguồn gốc, quan hệ rất khăng khít với nhau, ngôn ngữ như nhau, tập quán giống nhau. Để phân biệt người Tày với người Nùng, chính phủ Việt Nam dùng tiêu chuẩn chủ yếu nhất là độ dài thời gian họ sống tại Việt Nam, chủ yếu là ở cao nguyên Việt Bắc. Người ở lâu là người Tày, những người mới di cư đến Việt Nam khoảng gần 200 năm nay là người Nùng. Một số người Tày là diễn biến từ người Nùng mà thành. Có gia đình, anh là Tày, em là Nùng, khó phân biệt giới hạn giữa hai tộc. Người Tày Nùng Việt Nam cũng như người Tráng Quảng Tây cho tới nay vẫn thờ Nùng Chí Cao là thủy tổ dân tộc. Tổng quan kết quả nghiên cứu của học giả Việt Nam và Trung Quốc, có thể thấy dân tộc Tày Việt Nam đã sống ở đồng bằng sông Hồng từ rất sớm. Họ là người bản địa, là thổ dân. Dân tộc Nùng và Tày Việt Nam đều phát triển hình thành từ một chi Lạc Việt của người Bách Việt. Dân tộc La Chí Việt Nam chủ yếu ở tỉnh Hà Giang, giáp giới với châu tự trị dân tộc Tráng, Miêu Vân Sơn thuộc tỉnh Vân Nam, một ít ở Lào Cai. Tổ tiên người La Chí vốn sống ở châu A Mi, Trung Quốc, thị xã Khai Viễn, tỉnh Vân Nam. Hiện nay, họ đến Việt Nam vào thời Càn Long năm 1735 đến năm 1795. Tổ tiên dân tộc Pu Péo Việt Nam cũng từ Trung Quốc đến. Họ sống tại các huyện Đồng Văn, An Minh, Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang cũng có một ít người Pu Péo từ Trung Quốc đến. Người Cao Lan Việt Nam là một chi của dân tộc Tráng Trung Quốc, có khoảng vài vạn người, chủ yếu ở thị xã Đông Hưng, Nà Léng, dọc biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Người Sơn Tử là một chi của người tộc Dao Trung Quốc. Người Cao Lan và người Sơn Tử từ Quảng Tây vào Việt Nam được người Việt Nam coi là một dân tộc gọi là Sán Chay. Họ sống ở Tuyên Quang, Quảng Ninh, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Thái Nguyên.
tổ tiên họ đến từ vùng giáp giới ba tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam. Dân tộc Bố Nùng Trung Quốc ở Việt Nam được gọi là dân tộc Bố Nùng và Giấy. Khoảng giữa thế kỷ 19, người Bố Nùng theo nhiều đường di cư vào Việt Nam. Dân tộc Tái Trung Quốc sau khi đến Việt Nam đã trở thành hai dân tộc Thái và Lự. Phần lớn họ ở vùng Việt Bắc, một số ở vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Họ rất gần với tộc Tái Vân Nam Trung Quốc. Tổ tiên họ đến Việt Nam vào thế kỷ thứ 9 từ Si Xoang Bản Na và từ lưu vực sông Mekong Thái Lan. Tóm lại, các dân tộc thuộc ngữ tộc Tráng Đồng hiện nay ở Việt Nam như Tày, Nùng, Thái, Giấy, Lự, Bố, Lào, La Chí, Pu Péo, Sán Chay, Cao Lan, ngoài tộc Tày có lẽ là người bản địa Giao Chỉ. Các tộc khác đều là người di cư tới Việt Nam, sớm nhất là người Nùng vào khoảng năm 111 trước Công Nguyên khi nước Nam Việt bị diệt. Các tộc khác đến Việt Nam vào khoảng thế kỷ 17-18, họ từng là cùng một cộng đồng dân tộc. Các học giả có quan điểm dòng chính của giới sử gia Trung Quốc hiện nay như Ngô Phượng Bân 1982, Vương Dân Đồng 1984 cho rằng dân tộc Kinh Việt Nam trực tiếp phát triển hình thành từ chi hệ Bách Việt là hậu duệ của người Lạc Việt cổ đại. Tần Không Trĩ 1989 cũng cho rằng người Âu Việt, Lạc Việt trong dân tộc Bách Việt cổ đại là tổ tiên của dân tộc Kinh hiện nay. Vương Văn Quang 1994 nói tộc Kinh vốn có chủ thể là người Lạc Việt, trong lịch sử lâu dài đã hấp thu các dân tộc xung quanh. Sau thế kỷ thứ 10 mới tái tổ hợp thành một dân tộc. Hoàng Thế Kiệt cho rằng người Lạc Việt ban đầu sống ở Bắc Bộ Việt Nam, sau di chuyển về phía Nam, giữa thế kỷ 19 đến điểm cực Nam. Trong quá trình di chuyển có pha trộn với những thành phần dân tộc khác, cuối cùng phát triển thành dân tộc Kinh. Kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ học của giáo sư Vi Thụ Quan ở Đại học Dân tộc Quảng Tây đã cung cấp chứng cứ mạnh mẽ cho kết luận của Hoàng Thế Kiệt. Trong bài xuất phát từ ngôn ngữ để xem xét nguồn gốc văn hóa của dân tộc Việt Nam và các dân tộc thuộc ngữ tộc Tráng Đồng, giáo sư Vi qua quan sát mấy nhóm từ vựng về nông nghiệp trồng lúa, kiến trúc, ẩm thực, dụng cụ sinh hoạt và đặc trưng âm luật ca dao đã luận chứng về mối quan hệ nguồn gốc văn hóa của dân tộc Việt Nam với các dân tộc thuộc ngữ tộc Tráng Đồng. Vi Thụ Quan 1999. Mặt khác, trong bài so sánh kết cấu âm luật ca dao dân tộc Tráng và ca dao dân tộc Việt Nam, giáo sư Vi cho rằng kết cấu âm luật ca dao có đặc sản dân tộc nhất, đó là một trong những thước đo tin cậy nhất để phân biệt thuộc tính dân tộc của ca dao. Kết cấu âm luật ca dao dân tộc Tráng có những điểm giống nhau kỳ lạ với kết cấu âm luật ca dao dân tộc Việt Nam. Người Tráng và người Kinh Việt Nam cùng là hậu duệ của người Lạc Việt cổ. Ca dao của họ có kết cấu âm luật như nhau. Điều đó quyết không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là xây dựng trên cơ sở hai dân tộc có cùng nguồn gốc văn hóa, là di tồn của văn hóa cộng đồng nguyên thủy của hai dân tộc. Sách sử Trung Quốc coi quan hệ với các quận Giao Chỉ là quan hệ đối ngoại. Năm 214 trước Công Nguyên, sau khi bình định lĩnh Nam, Tần Thủy Hoàng lập ba quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng. Lai lịch hai quận Nam Hải và Quế Lâm đều đã rõ ràng, riêng quận Tượng thì khá phức tạp. Sách sử Mậu Lăng thư chép, thủ phủ quận Tượng là Lâm Trần, cách Trường An 17.500 dặm. Lâm Trần là thị xã Sùng Tả, Quảng Tây ngày nay. Mậu Lăng thư xác định thủ phủ quận trị, quận Tượng ở Sùng Tả. Không ít học giả coi tư liệu này là căn cứ sử liệu chủ yếu, qua đó cho rằng quận Tượng hoàn toàn nằm trong địa phận Trung Quốc. Như sử gia người Pháp Maspero, người Nhật Tả Bắc Nghĩa Minh, Tiền Tôn Phạm năm 2008. Ngoài ra, sử gia Việt Nam Đào Duy Anh năm 1959 trong tác phẩm Lịch sử cổ đại Việt Nam xuất bản năm 1955, bản dịch Trung Văn do nhà xuất bản Khoa học xuất bản năm 1959 cũng có quan điểm tương tự. Ông cho rằng quận Tượng của nhà Tần là miền Tây tỉnh Quảng Tây hiện nay và có thể cộng thêm một phần đất phía Nam tỉnh Quý Châu. Ba quận do nhà Hán lập không có quan hệ gì với quận Tượng do nhà Tần lập ra. Tập Địa đồ lịch sử Trung Quốc, 8 tập do nhà xuất bản Địa đồ Trung Quốc xuất bản tháng 10 năm 1982, Đàm Kỳ Tương chủ biên, là tập bản đồ lịch sử Trung Quốc chi tiết nhất hiện đang được lưu hành, có cống hiến quan trọng cho việc nghiên cứu địa lý lịch sử Trung Quốc.
trang 3-4, địa đồ toàn bộ thời kỳ nhà Tần, và trang 11-12, địa đồ các quận ở miền Nam Hoài Hán đời nhà Tần, thuộc tập 2 của tập địa đồ này, vẽ vị trí Bắc Bộ quận tượng nhà Tần ở miền Đông Nam Quý Châu, vẽ Trung Bộ quận này ở miền Tây Quảng Tây, Nam Bộ vẽ ở miền Nam và Tây Nam Quảng Tây và ở bán đảo Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông. Đầu phía Nam quận tượng thì vẽ ở bên trong địa phận Việt Nam, cách biên giới Trung Quốc, Việt Nam khoảng 50 đến 150 km về phía Nam. Lâm Trần, thủ phủ quận tượng thì vẽ ở thị xã Sùng Tả hiện nay. Ngoài ra, cuốn Trung Quốc Sử Cảo xuất bản với danh nghĩa Quách Mặt Nhược, Chủ tịch Viện Khoa học Trung Quốc, đã coi mối quan hệ giữa Vương Triều Hán với các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam là quan hệ đối ngoại. Tất cả những điều đó có lẽ đều do các học giả dùng phạm vi lãnh thổ quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để xử lý vấn đề lãnh thổ quốc gia trong lịch sử. Đàm Kỳ Tương từng nói, các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam đúng là ở trong cương vực của các vương triều Hán Đường, không thể vì ngày nay đó là lãnh thổ nước Việt Nam mà nói bừa rằng mối quan hệ giữa nhà Hán Đường với các quận đó là quan hệ đối ngoại. Sau thời Ngũ Đại, Việt Nam tách khỏi Trung Quốc, độc lập xây dựng quốc gia riêng, thì ta nên tôn trọng sự độc lập của họ. Không thể vì Việt Nam từng xưng thần và cống nạp cho các triều Tống, Nguyên, Minh, Thanh mà không coi họ là nước láng giềng độc lập. Đàm Kỳ Tương, 1991. Quý vị thân mến, như vậy các học giả Trung Quốc đều cho rằng Lạc Việt không thuộc cộng đồng Bách Việt và cũng không phải là tổ tiên của các dân tộc ở miền Nam Trung Quốc. Thực ra các ghi chép trong thư tịch và điều tra dân tộc học hiện đại đều chứng minh dân tộc Kinh Việt Nam là hậu duệ của người Lạc Việt cổ. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.